của mấy bạn này nè, ba bạn này. Câu 11, garden các bạn nhớ đọc là âm A. Cô thấy các bạn làm đúng hết rồi đó. Small đọc là âm O, armchair là âm A, bathroom là âm A. Vậy thì đáp án của chúng ta chắc chắn là câu B rồi. Câu số 2 cô thấy cũng làm đúng luôn. Wardrobe đọc là âm O, carpet là âm A, market là âm A, garage là âm A. Rồi, phân là câu A. Câu số 13, art là âm A, grandma là âm A, grandpa gì? Park là âm A và awesome là âm O. Cô thấy các bạn làm đúng luôn. Rồi, xuống câu 14, 15 thì không biết làm. Và các bạn nhớ đây là một dạng bài tập mới trong đề thi của các bạn. Ok chưa? Một dạng bài tập mới các bạn cần lưu ý vì các bạn làm sai nhiều lắm. Các bạn phải đọc lên và xem cái nào nó nhấn mạnh hơn thì các bạn chú ý, cái nào nhấn khác các bạn khoan. Museum các bạn nhấn mạnh vào âm Z tức là âm thứ hai. Nhờ restaurant là âm 1, restaurant, library âm 1 và cinema âm 1. Vậy là có 3 câu âm 1, 1 câu âm 2, vậy khoan vào câu A. Rồi, tiếp theo mấy cái giới từ này. Behind các bạn nhấn âm A âm thứ hai cho cô. Behind, below âm 2 luôn. Below, above, above âm 2 luôn. Under các bạn nhấn âm N là âm 1. Vậy các bạn khoan vào đáp án câu D. Nhớ chưa? Rồi, sang cái phần câu số 16 này, liên quan đến tính từ sở hữu này, các bạn đọc cái câu này lên. Bạn thân của tôi, bạn của tôi đến từ Ai Cập. Egypt là Ai Cập. Và đây là bức ảnh của bố mẹ của nó, của nó. Bây giờ bạn của mình là cha hay gái mình chẳng cần biết. Vậy thì mình có thể khoanh vào, mình chọn là hit là của anh ấy hoặc là her là của cô ấy. Và ở đây nó chỉ có thằng hit thôi đúng không? Mình phải khoanh vào tính từ sở hữu. Thằng nào mà khoanh đại từ nhân xưng ở đây là sai. Rồi câu 17 thì các bạn, bố của tôi như thế nào? Bây giờ các bạn phải nhìn cái câu phía sau. Ông ấy always help other people. Thì chúng ta phải biết cái từ help là từ giúp đỡ. Mình phải biết tiếng Việt của nó đúng không? Help là giúp đỡ. Vậy cái ông này hay giúp đỡ người khác thì ông này tốt bụng nha, tốt bụng nghe chưa? Chứ không thể khoanh tính từ khác được. Câu A là tốt bụng. Rồi câu 18 này, bạn đến từ đâu? Tôi đến từ Tây Ban Nha. Thì các bạn gạch chân từ Spain. Spain là nước Tây Ban Nha. Đã đến từ nước Tây Ban Nha thì quốc tịch phải là người Tây Ban Nha, phải là Spanish. Ok, nó phải liên quan với nhau. Rồi, câu số 19. Câu số 19 các bạn, có cái gì trên tường? On the go chỉ có cái gì được trên tường được thôi. Tấm áp phích trên tường, đó là poster, là tấm áp phích. Không thể có ghế trên tường, không thể có sách trên tường, không thể có tủ chén trên tường được. Chỉ có tấm áp phích trên tường thôi, đó là poster. Ghi nghĩa vào tấm áp phích. Câu 20, cô thấy bạn Hân làm đúng rồi, còn hai bạn kia làm đúng không? Has your house got a garden? Nhá, nhà của bạn có một cái vườn phải không? Khi mà người ta hỏi là has got, has got thì các bạn phải trả lời là yes hoặc no, đúng không? Ngôi nhà là vật số ít, các bạn phải ít cho cô, chủ ngữ là ít nhá. Thì ở đây có chủ ngữ ít, đó là câu nào? Câu A, câu B, câu D là chủ ngữ là ít. Nhưng này, chúng ta chỉ lấy lại cái got, à, cái has thôi, không lấy gọi got nhá. Z has got, à Z it got, sorry, Z it has, đó là câu A. Rồi, không thể Z it y được đâu nha. Nó có hát đầu câu mà, thì mình phải dạy Z it has. Câu số 21, các bạn gạch chân là shopping. Shopping. Đi đâu mà mua sắm được? Thì chỉ có thể là đi đi siêu thị thôi, supermarket thôi. Câu 22 này, nha, cái sinh là cái chậu rửa, cái chậu rửa. Và nó lại nách chu cái tủ lạnh. Fridge là cái tủ lạnh. Thì cái chậu này nó phải trong phòng gì? Phòng gì mà có tủ lạnh được? À, có đứa nào chọn phòng tắm không? Rồi sang câu tiếp theo. Sang câu tiếp theo cho cô. Rồi tiếp theo quyển sách thì như thế nào với cái đèn? Ở phía tay trái này, quyển sách thì không thể bên trong cái đèn, không thể phía bên trên lơ lửng, không thể phía bên dưới lơ lửng được. Chúng ta chỉ có thể chọn nách chu thôi. Rồi câu 24, tôi muốn đi đâu với bạn tôi để bây giờ gạch bạn chân, các bạn gạch chân là watch phim, là xem phim. Xem phim thì phải đi dẹp cho phim rồi, đó là câu nào? Cinema nghe chưa? Rồi sang cái câu số 25, có một cái công viên như thế nào với nhà của tôi, và các bạn gạch chân từ across the road, gạch chân across the road là băng qua đường mới đến ấy. Thì là ở phía nào? Đối diện. Hai đứa kia làm đúng không? Đúng. Rồi. Tiếp theo, bộ cái gì? Các bạn gạch chân sixth floor là tầng 6. Mà lại có building. Vậy thì cái loại nhà gì mà ở trên tầng 6 mà ở trong tòa nhà được? Loại nhà gì được? Loại nhà gì? Flop. Hả? Flop. Flop chứ flop gì?
Flat là căn hộ, chỉ có căn hộ mới thư thế được nhá. Rồi xuống mày dưới suy nghĩ đi.